Tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã có buổi trao đổi thảo luận với đại sứ Hà Lan tại Việt Nam, SBL Ackerman về nội dung hợp tác trong lĩnh vực thương mại, năng lượng bền vững và kinh tế tuần hoàn giữa hai nước. Tại buổi thảo luận, đại sứ Hà Lan Esbel Ackerman bày tỏ quan điểm ủng hộ chương trình chuyển đổi năng lượng xanh của Việt Nam và nhấn mạnh năng lượng gió ngoài khơi nên đóng vai trò quan trọng trong chương trình đó. Hà Lan sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam về mặt nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Một trọng tâm hợp tác khác là phía Hà Lan mong muốn tăng cường phối hợp với Bộ Công Thương trong các hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế tuần hoàn như tổ chức các cuộc đối thoại, hội thảo trao đổi kinh nghiệm để phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đánh giá cao sự quan tâm và mong muốn hợp tác, hỗ trợ của Hà Lan đối với Việt Nam. Thứ trưởng khẳng định Hà Lan luôn là đối tác hợp tác quan trọng của Việt Nam. Do vậy, Bộ Công Thương về cơ bản ủng hộ nỗ lực của phía Hà Lan trong việc nghiên cứu, tổ chức chuỗi hoạt động kể trên. Kết thúc buổi họp, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực phát triển thương mại, năng lượng bền vững và kinh tế tuần hoàn. Bộ Công Thương và Đại sứ quán Hà Lan đều sẵn sàng phối hợp hỗ trợ các cơ quan và doanh nghiệp có liên quan của hai bên trao đổi khi cần thiết.